Một trong những nhân vật quan trọng nhất của bóng đá thế kỷ 21. Sự nghiệp của ông thường thăng hoa, đôi khi nực cười nhưng không bao giờ nhàm chán. Đó là những lời đầy hoa mỹ mà The Athletic viết tặng cho người đặc biệt Jose Mourinho nhân dịp chiến lược gia huyền thoại kỷ niệm sinh nhật 60 tuổi vào ngày 26 tháng 1 vừa qua. Hơn 20 năm làm công tác huấn luyện, 9 đội bóng, làm việc từ Anh, Ý cho đến Tây Ban Nha, giành 26 danh hiệu, trong đó có 2 Champions League, 1 Europa League, 1 Conference League, cùng vô số danh hiệu cao quý khác tại các giải vô địch quốc gia mà Mourinho từng kinh qua như Ngoại hạng Anh, La Liga, Serie A. Trong sự nghiệp cầm sa bàn, hai chữ nhàm chán chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển của Mourinho. Bằng cách này hay cách khác, những câu lạc bộ do ông dẫn dắt luôn thật đặc biệt như biệt danh của ông. Giống như tuyên bố đầy ngạo nghễ, lần đầu tiên ông bước vào phòng họp báo tại Stamford Bridge vào mùa hè năm 2004. Tôi nghĩ mình là người đặc biệt. 1.000 trận đấu, dù chiến thắng hay thất bại, nhưng Jose Mourinho vẫn luôn là một trong những huấn luyện viên thành công nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Sau đây, hãy cùng chúng tôi nhìn lại 5 trận đấu đã làm nên tên tuổi của The Special One, Jose Mourinho. Manchester United, Porto lượt về vòng 1/8 Champions League 2003-2004. Thật khó có ai ngờ rằng một Porto nhỏ bé có thể quật ngáo được một Man United hùng mạnh của Sir Alex Ferguson. Nhiều người cho rằng đó là dấu chấm hết cho thầy trò Mourinho, vì đội bóng của Bồ Đào Nha không có đủ tiềm lực và sức mạnh tài chính để có thể cạnh tranh ở đấu trường C1. Nhưng với Mourinho thì không gì là không thể. Trận lượt đi tại Dragao, Man United đã sớm dập tắt ngọn lửa chiến đấu của Porto khi Quinton Fortu giúp đội bóng nước Anh vượt lên dẫn trước ngay phút 15. Tuy nhiên chỉ 15 phút sau, Benny McCarthy đã quân bực tỷ số trước khi hoàn tất cú đúp ở phút 78, giúp Porto tạo được chút bất ngờ nho nhỏ trước khi bước vào trận lượt về tại Old Trafford. Bước vào trận lượt về trở đất Anh với nhiệm vụ phải ghi được một bàn thắng và không để lụng lưới, các học trò của Sir Alex Ferguson đã lao lên như muốn ăn tươi nuốt sống đối thủ nhỏ bé từ Bồ Đào Nha. Bàn thắng của Posco ở phút 32 là minh chứng rõ ràng cho những gì mà Fergie đã cấy vào đầu các học trò của mình. Porto của Mourinho chỉ có một lựa chọn duy nhất, đó là phải gồng mình chống đỡ những đợt tấn công như vũ bão của Quỷ Đỏ trước khi nghĩ đến việc chọc thủng lưới của họ. Thế nhưng, chính thế trận này đã giúp Jose Mourinho phát huy được triết lý phòng ngự trứ danh của ông. Trước sức ép từ hơn 65.000 khán giả có mặt tại Old Trafford, những vị khách đến từ bán đảo Iberia đã đứng vững trong suốt khoảng thời gian còn lại. Và rồi, bàn thắng vào phút 90 của Costinha đã phá hỏng toàn bộ công sức của Man United. Người đặc biệt chạy dài trên thăm cỏ Old Trafford, hai tay vung nắm đấm lên trời một cách đầy ngạo nghễ như một lời khẳng định: tôi là Mourinho và tất cả đã phải ngã mũ. Monaco, Porto, chung kết Champions League 2003-2004. Trận bóng đá, không phải lúc nào đội bóng mạnh hơn cũng đều giành chiến thắng, không phải lúc nào đá đẹp cũng đem lại thành công. Và một khi bạn không tận dụng được cơ hội, đội bóng của bạn sẽ phải trả giá. Sir Alex Ferguson từng nói: tấn công giúp bạn mang lại bàn thắng, nhưng phòng ngự sẽ mang đến cho bạn danh hiệu. Chiến lược gia huyền thoại người Scotland đã phải trả giá bởi chính phương châm của ông. Và Mourinho là người hiểu rất rõ triết lý kinh điển này. Sau khi hạ Manchester United đầy ngạo nghễ, Porto nhẹ nhàng vượt qua Olympic Lyon, Deportivo La Coruña để tiến vào chơi trận chung kết Champions League mùa giải năm đó của Monaco trước sự ngỡ ngàng của giới mộ điều. Và một lần nữa, đấu pháp phòng ngự phản công hợp lý của Mourinho đã giúp Porto hoàn tất câu chuyện cổ tích thần kỳ. Một chiếc xe buýt 2 tầng với phong cách phòng ngự sushi và gai góc, chủ động phạm lỗi được Mourinho giăng ra để đánh bại lối chơi tấn công đầy công hiến và máu lửa của Monaco. Đội bóng của Bồ Đào Nha dễ dàng bẻ gãy những đường lên bóng của đại diện Liên đoàn và khiến họ phải nhận đòn hồi mã thương với những pha phản công lạnh lùng và sắc bén. Chức vô địch Champions League cảm xúc của Porto đã giúp Jose Mourinho xây dựng vững chắc tên tuổi của mình trong làng túc cầu. Những cầu thủ trẻ như Hendo Postiga, Deco, Fabio Cavallo cũng lần đầu tiên bước ra ánh sáng và trở thành những cầu thủ xuất sắc nhất trong thế hệ của mình. Hành trình chinh phục chiếc cúp tai voi của Porto như là một chương tiếp theo được viết nên trong kho tàng những câu chuyện cổ tích của bóng đá năm 2004 đó. Khởi đầu là một Deportivo La Coruña tạo nên cơn địa chấn khi loại đương kim vô địch AC Milan với tổng tỷ số 5-4 tại Champions League. Kế tiếp là một Arsenal bất bại, không thua một trận nào tại giải vô địch quốc gia. Và kết thúc năm là một Hy Lạp với chiếc vô địch Euro lịch sử. Inter, Barcelona, bán kết Champions League 2009-2010.
nếu phải nhắc đến một trong những giai thoại, một trong những trận cầu kinh điển tạo nên tên tuổi của người đặc biệt, bạn khó có thể bỏ qua hai lượt trận bán kết Champions League 2009-2010 giữa Inter và Barcelona. Đó là hai trận đấu được xem là đỉnh cao trong sự nghiệp cầm sao bàn của huấn luyện viên người Bồ Đào Nha về các khía cạnh triết lý phòng ngự trứ danh. Thời điểm đó, Barcelona bước vào giai đoạn cực thịnh với lối chơi tiki-taka đầy biến ảo của Pep Guardiola. Cho dù đang là đương kim vô địch Champions League và vừa hoàn tất cú ăn sáu vĩ đại, nhưng đó chưa phải phiên bản mạnh nhất của đội chủ sân Camp Nou. Và trong lần tái ngộ với người bạn cũ, từng làm việc chung ở đội bóng cũ, nhiều người tò mò rằng Mourinho sẽ làm thế nào để có thể vô hiệu hóa được cỗ máy bất khả chiến bại của Pep. Câu trả lời đó là phòng ngự. Trong trận lượt đi tại Giuseppe Meazza, các cầu thủ của Mourinho đã tạo nên một chiếc lồng sắt để nhốt được bọ chét nguyên tử với một mục đích duy nhất: không để cho Messi có không gian chơi bóng. Chỉ cần Messi đi đến đâu, sẽ có đến 3 hoặc 4 cây bóng áo xanh đen phòng ngự tập trung ở đó và sẵn sàng phạm lỗi với số 10 của Barca. Và Mourinho đã thành công. Tuy bị thủng lưới bên Pedro, nhưng Nerazzurri không bị vỡ trận. Ngược lại, họ còn đâm Barcelona 3 phát chí mạng với các pha lập công của Schneider, Maicon và Milito. Đến trận lượt về, Mourinho đã yêu cầu các cầu thủ phải chơi tử thủ ở phần sân nhà và sẵn sàng phạm lỗi khi cần thiết, bởi vì ông biết rằng đối công với Barca là tự sát, nhất là khi phải đá tại thánh địa Camp Nou. Barcelona dồn ép những vị khách một cách nghẹt thở, nhưng những gì họ làm được chỉ là khiến Thiago Motta bị rút quyền thi đấu và một bàn thắng muộn màng của Gerard Piqué ở phút 84. Nhưng những gì mà người hâm mộ bóng đá nhớ về buổi tối ngày hôm đó là sự căng thẳng đến tột đỉnh giữa Mourinho và Pep Guardiola. Sau khi tiếng còi trận đấu kết thúc vang lên, Mourinho đã bất chấp sự can thiệp của các nhân viên an ninh mà cùng với người trợ lý của mình chạy một vòng khắp sân Camp Nou, tay thì chỉ lên trời đầy ngạo nghễ, như cách mà ông đáp trả những tiếng la ó và khiêu khích từ những cổ động viên Barca, như cách mà ông đã làm vào năm 2004 tại Old Trafford. Chiến thắng trước gã khổng lồ Barcelona chính là bản lề, là tiền đề để Inter tạo nên chiến tích của ăn bà kinh điển trong năm đó. Barcelona, Real Madrid, La Liga mùa 2011-2012. Như đội bóng được Mourinho dẫn dắt đều có một điểm chung: thi đấu phòng ngự chặt chẽ, máu lửa, kỷ luật với tinh thần của một chiến binh và một nền tảng thể lực sung mãn. Trận siêu kinh điển ngày 21 tháng 4 năm 2022, thuộc vòng 35 La Liga, Real Madrid đã chính thức chấm dứt sự thống trị của kỷ nguyên Tiki-Taka của Barcelona nhờ vào đấu pháp hợp lý của Mourinho. Sami Khedira nhập Real mở tỷ số ngay phút 17. Giữa hiệp 2, Alexis Sanchez gỡ hòa 1-1 cho Barca. 3 phút sau, Mesut Ozil thực hiện một pha kiến tạo của mùa giải với đường chuyền dài 35m để Ronaldo lần lượt loại bỏ Mascherano, Puyol và Van Dijk ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho đại diện thành Madrid. Ngay lập tức, Ronaldo đã có màn ăn mừng. Calma, calma, như muốn gửi một thông điệp bình tĩnh nào, Ronaldo đang ở đây đến các cổ động viên của Barca. Cho đến bây giờ, đó vẫn là một trong những pha ăn mừng kinh điển và nổi tiếng trong lịch sử các trận El Clasico. Chiến thắng đó giúp Real Madrid chạm một tay vào chiếc cúp La Liga khi họ giành được 91 điểm, hơn 7 điểm so với Barcelona, trong khi mùa giải chỉ còn 3 vòng đấu. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên Real Madrid mới có thể đánh bại được Barca trên sân nhà của đại kình địch kể từ năm 2007. Một lần nữa Mourinho đã chứng minh với cả thế giới, chỉ có mỗi mình ông có thể khắc chế được Tiki-Taka đầy biến ảo. Ajax Amsterdam, Manchester United, chung kết Europa League 2016-2017. Khoảng thời gian gần đây, Jose Mourinho đã đăng tải một tấm ảnh về căn phòng làm việc của ông trên mạng xã hội. Cộng đồng mạng đã phát hiện một chi tiết vô cùng thú vị. Trên tường có treo một bức ảnh được đóng khung khoảnh khắc ông hôn lên chiếc cúp Europa League. Là một huấn luyện viên lẫy lừng của bóng đá thế giới, từng gặt hái rất nhiều thành công, uống rất nhiều chai champagne trong những buổi lễ ăn mừng chức vô địch, một Champions League với Porto, hai ngoại hạng Anh cùng với Chelsea, hoàn tất cú ăn ba cùng Inter, La Liga kỷ lục 100 điểm cùng với Real Madrid. Nhưng vì sao Jose Mourinho lại xem trọng chiếc cúp Europa League đã từng giành được cùng Man United? Chưa kể, trước khi bị Quỷ Đỏ sa thải, ông từng phát biểu: thành công lớn nhất trong sự nghiệp của tôi, đó chính là dẫn dắt Man United cán đích ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng Premier League. Đó không phải là một lời nói đùa mỉa mai của Mourinho dành cho đội bóng cũ. Tại Man United, dù xuất hiện những vấn đề đã tồn động từ thời hậu Sir Alex Ferguson, nhưng Mourinho vẫn luôn dành một tình cảm đặc biệt cho đội bóng này và giúp họ có được những danh hiệu. Bằng chứng là Jose Mourinho
đã cùng với các cầu thủ của mình đánh bại Ajax Amsterdam trong trận chung kết Europa League. Cho dù một nửa đội hình của Man United lúc đó đang bị cơn bão chấn thương càn quét, điều này cũng chứng thực được rằng người đặc biệt là ông vua đấu cúp. Tính cả trận chung kết Europa Conference League cùng với Roma, huấn luyện viên người Bồ Đào Nha là người duy nhất chưa bao giờ nếm trải cảm giác thất bại trong những trận chung kết Cúp châu Âu. Đó là năm trận đấu ấn tượng nhất và làm nên tên tuổi của Jose Mourinho. Có trận đấu nào mà bạn cho rằng xứng đáng hơn lọt vào top 5 này? Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.